Chào quý vị nha, em là Hiếu, em đang sống ở bên tiểu bang Minnesota của Mỹ. Em thì em xem cái chuyện mà chia sẻ những video hàng ngày về cuộc sống Mỹ, nó giống như là một cái giải trí tiêu khiển của em. Và có đồng thời làm được điều này thì nó cũng mang được nhiều cái lợi ích cho những người khác. Công hai chuyện luôn mà. Hôm nay em rất là hạnh phúc khi làm cái video này để chia sẻ với quý vị và quý bác. Em có được nhiều cái tin vui. Có được tin vui đầu tiên là tháng tới này người nhà mình ở Việt Nam sẽ qua Mỹ định cư, khoảng 3 người. Điều thứ hai là sau một cái thời gian sống cũng hơn 5 năm ở Mỹ, tính nay hơn 5 năm rồi các bác ạ, thì mình đạt được ba cái mục tiêu lớn của mình. Thứ nhất là mình được tự do về tài chính, có nghĩa là không có lo lắng về vấn đề tiền bạc, mà mình đã cũng dành dụm tiết kiệm, cũng đã có số tiền để mình có thể đi với cái niềm vui thứ hai, đó là không cần phải đi làm gì nữa hết mà có thể tập trung thời gian để nghiên cứu, để đi học. Thì mình cũng vừa sắp xếp được thời gian, gọi là tự do về mặt thời gian luôn, để đi thực hiện cái ước mơ của mình, đó là quay trở lại cái trường đại học. Đây là một cái ước mơ lớn mà mình định cư ở Mỹ, mình muốn đi là vậy đó. Lúc đầu mới qua thì cũng muốn thực hiện lắm, nhưng mà nó khổ nổi lúc đó cơm áo gạo tiền nhà cửa chưa cho phép, đành phải đi học nghề. Phải học nghề thì sau học nghề xong rồi thì nó cũng đúng theo kế hoạch mình dự tính, cho nên mình thu xếp được hết mọi chuyện, và công việc mình cũng sướng cái là mình ngồi ở đâu mình cũng làm việc được hết, nên cái đó là cái may mắn của mình là như vậy. Cái đó mới thực hiện được ước mơ của mình. Thì bây giờ thì Hiếu mới có thể làm được những điều mình yêu thích và mạnh dạn làm được những điều mình yêu thích, đó là đi học. Và song song với việc đi học là em sẽ bắt đầu em chia sẻ lại cái cuộc sống Mỹ theo một cái hệ thống mà em đã tâm đắc từ lâu, mà hơn 2 năm qua là em đã cố gắng em nghiền ngẫm nghiên cứu thử nghiệm, thì bây giờ mới đủ tư liệu. Là cái khao khát lớn nhất của mình á, là xưa qua Mỹ á, là mình mong muốn một ngày đó mình có thể hội nhập được cuộc sống bên đây, biết được sống đây như thế nào từng bước, để mình có thể chia sẻ cho những người qua sao để họ không có vất vả khổ sở như mình. Mình có thể hướng dẫn cho mọi người có thể từ 3 tháng đến 6 tháng có thể hội nhập được Mỹ một cách dễ dàng và tạm ổn cuộc sống. Nếu quý vị không tin thì quý vị hãy chờ xem, mình đợi ông cậu mình qua đây thì mình sẽ thực hiện điều đó với ông cậu. Thì thôi bây giờ bắt đầu ngày hôm nay là buổi đầu tiên nha, mình sẽ chia sẻ. Bây giờ giả sử đi, quý cô bác bây giờ đã nắm trong tay cái visa rồi, chuẩn bị đi Mỹ nè, bây giờ làm sao để qua đây trong vòng 3 tháng đến 6 tháng là hội nhập? Thì xin thưa quý vị, có visa đi Mỹ rồi thì cái chuyện đầu tiên là quý vị phải thu xếp chuyện gia đình ở Việt Nam, nhưng mà điều quan trọng nhất là đất đai nhà cửa, đó là phải kiếm người ủy quyền đi, không có cho bán, chỉ ủy quyền giữ giùm thôi là điều thứ nhất, cho nó yên tâm cái đã, chứ không qua đây rồi nghĩ tới nghĩ lui mệt lắm. Nếu mà kiếm được nhà không bán thì cho thuê, thì cứ kiếm người ủy quyền cho họ tiền rồi luôn ha. Thứ hai về mặt tiền bạc á, nếu như quý vị có tiền á, hợp pháp thì hợp pháp, thì tiền bán nhà hoặc là cái tiền mà quý vị có đó, quý vị để trong ngân hàng Việt Nam từ 3 tháng trở lên là cái tiền đó có thể hợp pháp. Tôi được biết tại vì cái này là ông cậu ông nói tôi nghe và ông đã hỏi rất là kỹ. Đó là số tiền mình dưới 200.000 đô la mà mình bỏ trong băng trong vòng 3 tháng là mình có thể chuyển qua Mỹ hợp pháp. Bây giờ cách chuyển sao? Quý vị đừng có chuyển lụi, đừng có chuyển lụi mất công nguy hiểm lắm. Quý vị cứ giữ cái tiền đó đi và làm việc với cái người bên ngân hàng á, là đợi khi quý vị qua Mỹ này, quý vị làm thẻ ngân hàng xong, mở tài khoản xong, thì quý vị không giờ cũng chẳng cần gì Việt Nam nữa, quý vị điện thoại về bển thôi, thì bên đó họ sẽ chuyển tiền, ngân hàng chuyển thẳng qua nhà băng mình đây luôn, thì số tiền đó mới hợp pháp để cho quý vị có thể
sau này mua nhà mua xe mọi thứ là nó dễ, chứ mất công sau này tìm người ký tiền cho mà lắm. Thì cái đó là về phía Việt Nam. Rồi sau khi xong mấy chuyện tiền bạc đó rồi, tôi nghĩ rằng tiền bạc là cái điều quan trọng nhất thôi. Thì quý vị nên dành thời gian để tính toán cái chuyện là qua Mỹ mình phải ở đâu, ở như thế nào, và người nhà mình sẽ có thể hỗ trợ mình được bao nhiêu lâu. Mình phải làm rõ trước đi, thì khi qua rồi là cứ đúng vậy mà ở thôi. Với cái mình cũng chia sẻ với quý vị như thế này, khi quý vị ra đi á, quý vị cũng đừng đem đồ đạc nhiều lắm. Bên đây quý vị có thể mua được hết rẻ mà. Cái mà quý vị cần mua tôi nghĩ là chỉ mua thuốc men thôi, những cái loại thuốc mà đặc trị mà khi qua đây chưa có bảo hiểm thì quý vị cần mua. Tôi nói chẳng hạn như những cái loại thuốc cao máu, hay là những loại thuốc ngứa, hoặc là như bản thân tôi đi, ngày xưa tôi qua thì tôi hay bị viêm họng này nọ, là tôi mua khoảng cỡ 20-30 liều thuốc viêm họng, nhưng nó có kháng sinh kháng viêm mà có thể uống ấy. Mà theo nhu cầu các thời tiết thay đổi những dân đó, thì mình nghĩ mình chia sẻ với quý vị như vậy. Thì xong cái vụ đem đi rồi thì quý vị nhớ điều này thế nào, nhớ mua quà cho người ta, mặc dù người ta cũng không có cần đâu, nhưng mình mới qua mình lịch sự tí mua quà cho những người bên đây thì như vậy nó vui hơn ha, tạo cảm tình hơn, để sau này mình nhờ vả còn được. Mình nói thì hơi thực tế đó, nhưng mà quý vị la thì em chịu thôi, em chỉ cái mẹo vậy đó, cứ mua quà nghĩ tới người ta mua đều hết đi, rồi sau này mình nhờ vả được. Và điều quan trọng là quý vị chớ có gây gổ hay tạo xích mích với người bên đây, tại vì thời gian đầu mình còn nhờ họ. Mình cứ gắng nhịn đi, khi mà mình ổn ổn rồi sau này ví dụ như có gì thì tính sau, chứ qua chưa chân mà mình cứ choảng người ta gây gổ rồi đó nó cũng phiền lắm. Tại vì tôi tin chắc là mới qua đó thì thường hay là nó dễ đụng chạm nhiều thứ lắm và dễ gây gổ lắm, mình phải kiềm chút, kiềm chút. Thật ra những người bên Mỹ này họ cũng chẳng có xấu gì mình đâu, họ muốn mình tốt thôi, nhưng tại vì chắc ở bên đây lâu á, cho nên những người bên đây họ họ không có thời gian, họ cần giải thích nhiều, họ nói thẳng vô mặt à. Ở bên đây thì cái văn hóa nó thẳng mặt thôi thì chúng ta dễ tự ái, dễ sốc, cho nên thì thôi nhịn chút chẳng có sao nha quý vị nha. Quý vị Hiếu tư vấn cho quý vị một cái điều quan trọng sau đây nè, khi mà quý vị trước khi đi Mỹ á, quý vị nên hoàn tất thủ tục đóng tiền thẻ xanh tại Việt Nam đi, có thể là nhờ người nhà bên Mỹ đóng giùm rồi mình gửi tiền lại, hai là mình có thể ra các cái chỗ mà mua vé máy bay đó, người ta có thể giúp cho mình đóng luôn. Và cái điều quan trọng là quý vị có thể chọn cái địa chỉ mà quý vị sẽ sống ở Mỹ trong tương lai, không nhất thiết phải sống chung với người bảo lãnh mình đâu nha quý vị. Người bảo lãnh bảo trợ là về thủ tục thôi, quý vị muốn sống chung với họ thì sống, không sống cũng không sao hết á, miễn là ở Mỹ cái nơi nào đó quý vị có người quen, người thân, bạn bè, quý vị muốn ở đâu quý vị chỉ cần ghi cái địa chỉ mình đến đó, thì sau này thẻ xanh social nó sẽ về đúng địa chỉ đó. Đây là cái điều quan trọng mà ít nhiều người hiểu và cứ nghĩ rằng ai bảo lãnh bảo trợ mình phải ở chung người đó, không cần thiết nha quý vị nha. Nhiều người bởi vì cái tình trạng mà cứ suy nghĩ như vậy, rồi nhiều khi ở chung nó không hợp, rồi cắn răng chịu đựng bao nhiêu chuyện xảy ra. Đã đến Mỹ rồi, bạn nên nhớ ở Mỹ là 50 tiểu bang, bạn có thể ở bất cứ nơi đâu cũng đều hợp pháp hết, không có vấn đề gì hết. Đó, điều quan trọng mình muốn chia sẻ thật tình và thật lòng cho quý vị biết. Cái người mà mình muốn ở với người đó để người đó có thể hỗ trợ cho mình trong cuộc sống mới, chứ mình không cần thiết phải ở ngay cái chỗ người bảo lãnh. Nên cái này thì tôi tìm hiểu kỹ và người nhà tôi đi qua và có người đã qua đây rồi theo đúng như vậy, có nghĩa là người bảo lãnh ở một tiểu bang khác, rồi khi qua đây không có đến nhà người bảo lãnh, bay thẳng luôn tới cái tiểu bang của cái người nhà của họ ở luôn, chứ không có đến cái địa chỉ người bảo lãnh, thì cũng không có vấn đề xảy ra hết. Giấy tờ nó cũng gửi gì, khi mình làm giấy tờ đó thì coi như xong. Mỹ nó dễ vậy các bạn, nhưng các bạn đừng có nghĩ là người ta bảo lãnh mình phải ở chung với họ, điều đó không có đúng nha. Nói như vậy để cho quý vị khỏi mất công phải hoang mang và bắt bẻ mình đây. Mình nói những trường hợp mà những người mà qua đây theo những cái diện như là anh chị em bảo lãnh, hay là cha mẹ bảo lãnh cho con cái đã có gia đình, hoặc là trên 21 tuổi, thì muốn ở bất cứ nơi đâu cũng được hết, không có vấn đề gì hết. Đó là cái điều mình đang nói trong video này. Còn những cô bác anh chị nào mà đi theo cái diện là hôn phu, hôn thê, hay là vợ chồng bảo lãnh, hoặc là con cái dưới 21 tuổi được cha mẹ bảo lãnh, thì phải ở chung với người bảo lãnh nghe quý vị, tại vì đó là
quý vị còn phải làm một số thủ tục liên quan. Ví dụ như những người nào mà đi hôn đăng ký theo kiểu hôn phu hôn thê thì phải làm thủ tục đăng ký kết hôn. Còn mà theo cái diện mà vợ chồng phải ở chung với vợ chồng để người ta còn interview một lần nữa. Thì tại vì người Việt Nam mình thì hay nghĩ tới chuyện cái tình. Ví dụ như người ta có lãnh mình mà mình không qua với họ thì nó kỳ. Thì cái chuyện đó mình không biết, nhưng mà về có những trường hợp là mình biết là có người họ bảo lãnh nhưng mà họ vì lý do đó không ở chung người lãnh mà ở với một cái chỗ khác. Thì quý vị không phải lo, thì mình xin trả lời vậy luôn nha. Thôi thì video đầu tiên này Hiếu dành thời gian và những gì Hiếu chia sẻ là hoàn toàn đã được kiểm chứng và là thực tế. Và người nhà mình là đã trải qua như vậy, mình chia sẻ thiệt quý vị chứ mình không có nói tầm bậy và không có nói sai sự thật và không có làm cho quý vị bị ảnh hưởng đâu nha quý vị nha. Thôi vậy Hiếu tóm lại nè. Qua anh Mỹ thì với những cái chia sẻ của Hiếu, Hiếu sẽ cố gắng chia sẻ cho quý vị để quý vị qua đây quý vị tự tin hơn trong vòng 3 tháng đến 6 tháng là quý vị có thể hội nhập được cuộc sống Mỹ. Cái chuyện hội nhập cuộc sống Mỹ là như thế nào thì mình nói sao, như thế nào biết mình hội nhập. Nhưng bây giờ mình nói là khi mình có cái visa ở Việt Nam đó, thu xếp nhà cửa, tiền bạc, tổng tiền thẻ xanh, tính toán cái chuyện qua đây ở như thế nào, ở với ai, ở ra làm sao, cứ lo hết rồi deal với người nhà mình về cái chuyện hỗ trợ mình như thế nào, giá cả tiền nhà hàng tháng nào để mình tin chắc rằng mình có thể cầm cự được ở Mỹ từ 3 tháng, 6 tháng mà mình đỡ phải lo về cái chuyện ăn ở rồi xe cộ đi lại. Rồi video sau Hiếu chia sẻ tiếp những vấn đề tiếp theo khi quý vị đến Mỹ, quý vị sẽ làm công việc gì đầu tiên, rồi tiếp từng tự công việc ra làm sao để mà chúng ta có thể hội nhập được Mỹ. Thì cũng là một tin mừng cho quý cô bác anh chị nào mà qua sau, thì bây giờ rất may mắn là em lại có thời gian em kỹ hơn so với mấy năm trước thì cập tập lắm. Và cũng là một tin xấu cho tất cả những anh chị cô bác nào mà chưa có hiểu mình á, nói rằng mình là tào lao, mình là vô gia cư, mình là vô công rỗi nghề, mình không có việc, mình không có gì đó, thì quý vị hơi bị thất vọng. Bởi vì đó là tin buồn đó, mình không phải vậy, mình thông báo là mình có được những cái tự do thôi nè, tự do về mặt tài chính, tự do mặt thời gian, tự do về nghề nghiệp và tự do luôn về cái tư duy. Nghe tư duy của mình là mình không có buồn, không giận, không có bực bội gì hết. Mà cái quan trọng nhất á, quý vị biết không, ở Mỹ này cái tư duy là cái quan trọng nhất. Mà chính cái tư duy nó sẽ quyết định hết tất cả những cái tự do kia. Tư duy nó hay lắm á, mặt tư duy đó. Này quý vị mà qua Mỹ này quý vị muốn tồn tại và muốn thành công sớm thì quý vị phải thành công và làm chủ mặt tư duy càng sớm càng tốt. Rồi những video sau Hiếu chia sẻ về cái làm chủ tư duy là làm chủ những cái gì nha. Thôi video cũng dài rồi, Hiếu xin phép dừng ở đây. Mình xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Gió ngoài quá trời và nó đen nghịch tới trơn, quý vị thấy không? Chuẩn bị mưa sắp tới rồi đó. Nó kinh khủng không? Khi mà đèn phố Mỹ nó đen, mưa đen nghịch tới trơn nè. Trời tối thui. Thôi Hiếu xin phép đi vô nhà nha. Để thôi nó mưa xuống, chạy không kịp. Thôi xin chào. Và hãy ủng hộ cho em bằng cách nhấn đăng ký kênh, chia sẻ video và thường xuyên theo dõi hàng ngày em chia sẻ cho quý vị. Cảm ơn.